Những ngày qua thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm khoảng 15 đô la Mỹ một tấn so với tháng 8. Đây là điều khá bất ngờ bởi Ấn Độ vẫn chưa dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo. Vậy nguyên nhân là do đâu? Phóng viên Quốc Thới thông tin tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, giá gạo 5% tấm và 25% tấm của Việt Nam giảm những ngày qua. Nguyên nhân chính là do Philippines áp giá trần đối với gạo trong nước. Chính vì vậy đã tác động đến thị trường thế giới, đặc biệt là nước ta. Bởi Philippines là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể, ngày 31 tháng 8, nước này thiết lập mức trần giá gạo tương đương 720 đến 800 đô la Mỹ một tấn. Việc áp trần thấp hơn nhiều so với giá gạo thế giới, đồng nghĩa với các quốc gia khó có thể xuất bán vào thị trường này do chênh lệch giá. Nhiều nhà nhập khẩu của Philippines đã xin hủy hợp đồng mua gạo hoặc giãn thời gian mua, bởi doanh nghiệp nhập khẩu rơi vào tình trạng thua lỗ khi không được bán cao hơn giá trần. Hầu như là các doanh nghiệp cũng đã khó khăn khi mà nhờ ký hợp đồng đến cái giá cao, các doanh nghiệp cũng phải nhập hàng về. Bây giờ là vừa làm vừa để theo dõi những cái thông tin đó thì để làm sao cập nhật được để là đàm phán với các cái doanh nghiệp. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo tăng quá nhanh dẫn đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó trong việc quy động nguồn hàng. Bên cạnh đó, thị trường gạo thế giới biến động mạnh bởi nhiều chính sách mới của các nước nhập khẩu. Cơ quan này cũng đề nghị bổ sung cơ chế quy định giá sàn xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo hiệu quả cho nông dân sản xuất lúa và sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thương nhân xuất khẩu gạo.